quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử Quý vị thính giả và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 13 tháng 8 năm 2024 do báo quân đội nhân dân thực hiện. Tôi là Huyền Anh. Tôi là Minh Anh. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qnz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của báo quân đội nhân dân. Những nội dung chính có trong bản tin hôm nay khai mạc hội thao bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024. Trung đoàn 920 tổ chức thành công ban bay cán bộ đầu tiên trên sân bay Phan Thiết. Quân khu 1 khai mạc hội thi dân vận khéo năm 2024. Litva công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 13 tháng 8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc do đồng chí Lý Tuấn Kiệt, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên thống nhất xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với định hướng sâu hơn, trong đó có hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn thời gian tới thượng tướng hoàng xuân chiến đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền tăng cường trao đổi thông tin tình hình liên quan đến công tác đấu tranh các loại tội phạm vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới đồng chí lý tuấn kiệt khẳng định hai lực lượng sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác qua đó góp phần xây dựng biên giới hai nước hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững Sáng 13 tháng 8 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội thao bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì khai mạc. Tham dự khai mạc hội thao có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự hội thao năm nay có 28 đoàn, đến từ các đầu mối cơ quan đơn vị, nhà trường, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hội thao năm nay là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá trình độ sử dụng vũ khí của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Phát biểu khai mạc hội thao, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định, đây là dịp rèn luyện ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, thúc đẩy phát triển tố chất, sự bền bỉ, khéo léo và kỹ năng khai thác, sử dụng vũ khí trang bị trong mọi điều kiện, môi trường khó khăn, vất vả, phức tạp góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung theo tinh thần nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu ban tổ chức và các tiểu ban chỉ đạo các lực lượng tổ chức điều hành hội thao đúng chương trình kế hoạch đã xác định, bảo đảm khoa học chặt chẽ, nghiêm túc, tích cực kiểm tra, đôn đốc và duy trì nghiêm các quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối, điều hành thi đấu đúng quy chế, quy tắc từng bài bắn, đánh giá kết quả trung thực, khách quan, công bằng và chính xác, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sai sót, đánh giá không đúng thực chất. Sau hội thao, rút kinh nghiệm, tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời, đồng thời nghiên cứu đề xuất những giải pháp thiết thực để chỉ đạo toàn quân nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng vũ khí quân dụng trong thời gian tới. Tại Bình Thuận sáng nay, Trung đoàn 920 Trường sĩ quan Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu tiên trên sân bay Phan Thiết. Theo dõi chỉ đạo ban bay của trung tướng Phạm Trường Sơn, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, chuyến bay khí tượng do đại tá Nguyễn Ngọc Đô trung đoàn trưởng và trung tá Đỗ Kiên Giang chủ nhiệm bay thực hiện đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Phan Thiết, hoàn thành nhiệm vụ bay trinh sát khí tượng. Tiếp đó, các phi công lần lượt thực hiện các chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đầu tháng 8 năm 2024, trung đoàn 920 đã chuyển đến đóng quân và triển khai thực hiện nhiệm vụ tại sân bay quân sự Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, trung đoàn đang củng cố ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập công tác xây dựng cảnh quan môi trường, chuẩn bị tổ chức ban bay trên sân bay mới và sẵn sàng tiếp nhận, khai thác và đưa vào huấn luyện đào tạo học viên trên loại máy bay mới. Trung tướng Phạm Trường Sơn biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 920 trong việc khắc phục khó khăn, di chuyển toàn đơn vị từ Cam Ranh vào Phan Thiết. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng mong muốn cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ phi công của trung đoàn 920 không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm Chú trọng tập luyện nâng cao sức khỏe trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa khai mạc hội thi kỹ thuật nghiệp vụ mật mã khối binh chủng tổng cục năm 2024. Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ năng lực của đội ngũ nhân viên cơ yếu thuộc các binh chủng tổng cục của Bộ Quốc phòng, đồng thời đánh giá những điểm mạnh và những mặt còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức huấn luyện của ngành cơ yếu quân đội. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên cơ yếu trong toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thi lần này cũng nhằm rút ra ưu khuyết điểm và kinh nghiệm trong công tác tổ chức làm cơ sở đến năm 2025 tổ chức hội thi kỹ thuật nghiệp vụ mật mã toàn quân lần thứ 10. Trong 3 ngày diễn ra hội thi, các thí sinh đến từ 9 đầu mối binh chủng Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng sẽ trải qua phần thi lý thuyết trên máy và thực hành các nội dung nghiệp vụ, thi điều lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. 370 thí sinh đến từ 21 đội thi đã tham dự hội thi Dân vận khéo lực lượng vũ trang quân khu 1 năm 2024. Hội thi năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ 13 đến 14 tháng 8. Các đội thi sẽ cùng nhau tranh tài ở 3 phần thi, thi chào hỏi giới thiệu về cơ quan đơn vị địa bàn, thi kiến thức và xử trí tình huống, thi tuyên truyền mô hình hoạt động tư biểu, hiệu quả hội thi là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích ý nghĩa nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận là dịp để cấp ủy chỉ huy các cấp đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cơ quan đơn vị trong những năm qua để các cơ quan đơn vị trao đổi học hỏi kinh nghiệm kiến thức cách làm hay những mô hình hiệu quả Hội thi tuyên truyền viên trẻ với chủ đề Quân đội anh hùng quốc phòng vững mạnh do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức sẽ được diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của 24 đội và gần 500 thí sinh là cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị trong quân khu và đơn vị kết nghĩa. Hội thi tuyên truyền viên trẻ lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn đàn sân chơi bổ ích của tuổi trẻ để nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Thông qua hội thi cũng nhằm đánh giá thực chất công tác tuyên truyền của các cơ quan đơn vị thời gian qua, từ đó rút ra nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hôm nay, Tổng cục Hậu cần tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ trì và báo cáo viên theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 19 điểm cầu trong toàn Tổng cục hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ trì báo cáo viên tổng cục một số nội dung cơ bản về quan điểm chính sách đối ngoại của việt nam trong thời gian qua định hướng trong thời gian tới qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị niềm tin vào đảng nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sau hội nghị, Thương vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu Cần yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ trì, báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc các nội dung, vận dụng linh hoạt sáng tạo những kiến thức được giới thiệu và thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng trong Tổng cục Hậu Cần. Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không không quân vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng tác chiến giữa Sư đoàn 375 với các đơn vị trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác hiệp đồng giữa các đơn vị trong thời gian qua, thống nhất các nội dung nhận định về địch, xác định các nội dung hiệp đồng, hành động của từng lực lượng trong từng tình huống cụ thể, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng công tác hiệp đồng. Thời gian tới, lãnh đạo quân chủng phòng không không quân đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp quản lý chặt chẽ các phương tiện bay ở độ cao thấp, các phương tiện bay không người lái, điều chỉnh bổ sung kế hoạch hiệp đồng sát với từng tình huống, xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng phòng không khu vực, kịp thời phát hiện, xử lý nhanh chóng hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao. Chuyển sang các thông tin về quân sự nước ngoài đáng chú ý. Mới đây, Bộ Quốc phòng Australia thông báo tàu khu trục Hermas Sydney đã bắn thử thành công 10 tên lửa tiêu chuẩn 6 SM-6 trong cuộc tập trận Pacific Dragon 2024. Cuộc thử nghiệm thể hiện nỗ lực trang bị cho lực lượng hải quân hỏa lực tiên tiến, cho phép tấn công các mục tiêu trên biển, trên bộ và trên không ở khoảng cách xa. SM6 là tên lửa phòng không do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển và được đưa vào trang bị cho lực lượng hải quân từ năm 2013. SM6 có chiều dài 6,6 m, đường kính tối đa khoảng 530 mm và trọng lượng phóng 1,5 tấn. Tầm bắn tối đa đạt 400 km, trần cao đánh chặn đạt hơn 34 km, đủ khả năng tấn công và tiêu diệt mọi mục tiêu bay, kể cả các mục tiêu đạn đạo. Litva vừa công bố kế hoạch cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Gói viện trợ này bao gồm một loạt các thiết bị quân sự thiết yếu bao gồm 14 xe bọc thép chở quân M113, các hệ thống phòng không tầm ngắn, thiết bị tác chiến điện tử, xe bọc thép, vũ khí chống máy bay không người lái, đạn dược và nhiều phụ tùng khác. Ngoài viện trợ quân sự, Litva cũng đã tham gia thử nghiệm máy bay không người lái tại Ukraine. Chính phủ Litva cũng đã thực hiện các bước để thiết lập các hệ thống công sự kiên cố tại hai địa điểm gần biên giới, qua đó tăng cường khả năng phòng thủ để ứng phó với căng thẳng trong khu vực. Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.